Nam Mô Sư Phụ Thượng Trưng Hạ Quang. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 3, tức ngày 16 tháng 2 âm lịch năm 2021. Vấn đề quỹ thiện nguyện Tề Đức của chúng con đủ duyên lành tề tụ về đây nơi dọc sông Sài Gòn quận 2 để thực hành nghi thức phóng sinh, trả tâm từ như lời Phật dạy. Nguyện hồi hướng công đức này đến các loài thủy tộc sớm thoát khỏi nghiệp cầm thú, trở lại làm người, tinh tấn tu hành, làm nhiều điều phúc thiện với đời để vượt lên. Nguyện cầu cho tất cả hương chư vị hương linh gần xa quanh đây được yên ổn ấm no, tự tại về đây nghe kinh nghe pháp, được quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, sinh sâu nhân quả, tránh xa điều ác, làm các việc lành, quân tu đạo đức, rồi nhờ Phật lực sớm sinh về cõi giới an lành, đời đời không còn phái truyền với chánh pháp. Cũng nguyện xin hồi hướng công đức này cầu an cho quý huynh đệ và gia quyến quý huynh đệ được tai qua nạn khỏi, thực bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thiện căn tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, tinh tấn tu hành, sinh sâu nhân quả, làm được nhiều điều công đức lành và cùng tiến tu giải thoát, cùng pháp giới chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Để không phải đại chúng cùng tụng theo con và tôn kính Phật. Yeah.
cơ này biết cho các loài thú vật đang hiện diện nơi đây chờ chuẩn bị đủ đầy rồi hết phân khổ của sinh loài thú vật như bộ tái sinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.